Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, mèo là một loài vật nuôi thân thiết của con người. Mức độ phổ biến của chúng chắc chỉ sau loài chó. Không giống như chó, có thể trung thành đến chết vì chủ nhân, loài mèo thường rất ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân. Tuy nhiên, rất nhiều người lại có sở thích bất diệt với loài vật này, thậm chí là cuồng nữa là đằng khác. Nói loài mèo sẽ thống trị thế giới trong tương lai cũng đâu có sai, con người còn bị coi là sen cơ mà. Trong thế giới Pokemon cũng tồn tại một số Pokemon mèo, thậm chí có những Pokemon cực kỳ nổi tiếng. Mới đây, chúng ta có thêm một loài mèo đến từ vùng đất Paldea, lại còn là Pokemon khởi đầu nữa, nên chúng ta sẽ điểm qua một vài Pokemon mèo nổi tiếng nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime, tôi là Kirito. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với video các thể loại mèo trong thế giới Pokemon nhé. Khởi đầu danh sách ngày hôm nay, sao chúng ta không nói đến con Pokemon mèo nổi tiếng nhất, một hình tượng trái ngược của Pikachu, đó là Niasu nhỉ? Niasu xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên của thế hệ 1, chắc hẳn chẳng ai còn xa lạ gì với con mèo biết nói của Team Rocket nữa nhỉ? Niasu được gọi là Pokemon thần tài, nó thường bị thu hút bởi những vật thể tròn và sáng bóng, nó hay đi lang thang ngoài đường phố vào ban đêm và sẽ nhận ra bất cứ thứ gì lấp lánh, kể cả những thay đổi nhỏ nhất. Khi tìm thấy một vật thể lấp lánh, đôi mắt của nó sẽ long lanh và đồng tiền trên trán sẽ tỏa sáng rực rỡ. Niasu là một Pokemon vui tươi và có trí thông minh sánh ngang với con người. Niasu đúng chuẩn là một đứa con cưng đích thực của nhà sản xuất. Sau nó còn có một dạng tiến hóa nữa là Persian. Rồi đến thế hệ 7, nó có form Alolan mang hệ bóng tối. Thậm chí bước sang thế hệ 8, Niasu còn có hình dạng Gigantamax nữa. Lúc này cơ thể nó thon dài, nhìn cực kỳ tấu hài. Cũng ở Gala, nó có form Galarian mang hệ thép. Cái form này sẽ tiến hóa thành một Pokemon mới, đó là Niakingu. Đó, các bạn thấy sự phủ sóng của con mèo này chưa? Cực kỳ đông và hung hãn. Tiếp theo, bước sang thế hệ 2, chúng ta có một Pokemon mèo khác, đó là Nula. Sang thế hệ 4, nó có một hình dạng tiến hóa nữa, đó là Manula khi tiếp xúc với Razorclaw. Nếu như Manula được mệnh danh là Dragon Slayer, nỗi ác mộng của nhiều Pokemon hệ rồng, thì Nula cũng gần tương tự như vậy. Tốc độ cao, đam to, nhìn Pokemon này bé thế thôi, chứ đánh đấm ra trò phết. Nula là một Pokemon nổi tiếng với sự xảo quyệt và hung ác. Nó có thể sử dụng những móng vuốt sắc như dao cạo của nó để tấn công bất kỳ ai. Các móng vuốt này cũng có thể được sử dụng để leo lên những cây cổ thụ hay núi cao. Nula thường đánh cắp trứng từ tổ của loài Popo, chắc là để ăn. Thật dã man, loài Pokemon này cũng thường sống theo cặp để săn mồi. Các cặp này thường rất chung thủy. Khi săn trứng, một con có nhiệm vụ dụ chim bố mẹ đi chỗ khác, con còn lại sẽ từ từ leo lên và đánh cắp trứng. Thật là xảo quyệt và độc ác. Tại vùng đất Hisui cổ, Nula có form Hisuian mà song hệ giác đấu và độc. Dạng tiến hóa mà Nula có hình dạng đỉnh cao, theo tôi là một thiết kế đẹp. Nó được người dân Hisui sử dụng như một vật cưỡi khi leo qua các vách núi. Sang thế hệ 3, chúng ta có Ineko, một Pokemon chuẩn của sự mèo loằn, một con boss chính hiệu. Sau Ineko, chúng ta còn dạng tiến hóa Ineko Roro nữa, nhưng nó chỉ tiến hóa được khi tiếp xúc với viên đá mặt trăng. Với vẻ mặt đáng yêu và ngây thơ, Ineko thường không biết mình đang làm cái gì. Các trainer sở hữu Ineko thường rất vất vả để tìm nó, vì bản chất của Pokemon này cực kỳ tinh nghịch và ham chơi. Ineko bị cuốn hút bởi việc di chuyển đồ vật và sẽ đuổi theo chúng. Nó thường hay đuổi theo cái đuôi của chính nó và thường sẽ bị chóng mặt ngay sau đó. Mặc dù không thể đặt niềm tin ở Pokemon này trong các trận chiến, nhưng Ineko lại rất phổ biến do dáng vẻ đáng yêu và hành vi ngu ngơ của nó. Ineko có một chiêu thức độc quyền, đó là Acid. Chiêu thức này cho phép nó copy chiêu thức của đối thủ. Ineko thường được tìm thấy trong những hốc cây ở vùng nhiệt đới và ôn đới. Niaruma. Niaruma là Pokemon hệ thường được giới thiệu trong thế hệ 4 ở vùng Sinnoh. Pokemon này rất phổ biến, nó được rất nhiều gia đình nuôi, không biết để làm gì. Niaruma có sở thích là nằm phơi nắng trên mái nhà. Nếu có ai đó chọc nó vào lúc này, nó sẽ xù lông lên, thậm chí là tấn công kẻ đã chọc giận nó. Đuôi của Niaruma có cấu trúc như lò xo, giúp nó giữ thăng bằng cực kỳ tốt khi di chuyển với tốc độ cao hay khi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Thậm chí cái đuôi này còn có thể được dùng làm vật tiếp đất khi Niaruma nhảy từ trên cao xuống. Pokemon này có tinh khí rất thất thường và dễ bị thay đổi. Đúng là bản chất của loài mèo đây mà, ai mà chiều cho nổi. Pokemon này cũng rất hay, nó sẽ cào vuốt của nó vào trên nở khi đói. Và khi nó vui, nó sẽ quay chiếc đuôi lò xo như đang múa. Vì đây là loài Pokemon cực kỳ thân thiết với con người ở Sinnoh, nên chúng xuất hiện rất đông tại các đô thị.
Niaruma còn có một dạng kiến hoa nữa là Buniato. Khi này chắc do ăn quá nhiều mà cơ thể nó to hơn và mập hơn rất nhiều. Sang thế hệ 5, chúng ta có một con mèo khá ghê gớm, đó là Reparidat. Reparidat là Pokemon hệ bóng tối, nó là hình dạng tiến hóa của Choroneko. Loài Pokemon này chắc xuất là một con mèo rồi, nhưng nó có nhiều đặc điểm giống với loài báo. Reparidat là Pokemon sống về đêm, chúng là những thợ săn tuyệt vời. Trong các cuộc đi săn, Pokemon này sẽ bắt đầu rình đập con mồi. Khả năng ngụy trang và sải bước nhẹ nhàng cho phép nó di chuyển mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau khi tiếp cận đủ khoảng cách, nó sẽ lao đến tấn công con mồi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Rất ít kẻ có thể thoát được sự truy đuổi của Reparidat. Reparidat cũng rất bí ẩn và độc ác. Nó thường sử dụng sự hấp dẫn của nó để lừa gạt người khác, thường là để lấy đồ của người ta. Tại Ích Sư, giới ít trên nở sở hữu được một con Reparidat. Vì vậy, Pokemon này rất tự hào về bản thân. Đôi khi, nó tỏ ra là một Pokemon hiền lành và nghe lời. Đúng là một con mèo loằn có khác. Trong thế hệ 6, chúng ta cũng có một gia đình mèo, đó là họ nhà Niasupa. Nó còn có một dạng tiến hóa nữa là Niaonic, cả hai đều mang đến hệ siêu linh. Pokemon này có sự phân biệt về giới tính, con đực sẽ có màu xám là chủ đạo, trong khi con cái là màu trắng. Các cơ quan ẩn trong tai của Niaonic phát ra năng lượng tâm linh đủ mạnh để phá hủy cả một chiếc xe tải nặng 10 tấn, nghe cực kỳ ghê gớm. Nó thường giữ chặt tai để giữ cho sức mạnh không kiểm soát được đó không thoát ra ngoài. Tuy nhiên, Niaonic sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh nếu bị đe dọa. Niaonic thường giữ một khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm. Những động thái mà Niaonic học phụ thuộc vào giới tính của nó. Con đực sẽ học bao gồm hầu hết các động thái hỗ trợ và gây rối, trong khi con cái tập trung vào học tấn công toàn diện. Trong một trận đấu đôi, chúng sẽ phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Đối thủ của chúng sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn nếu không phá được thế kết hợp của cả hai con. Đây rồi, một Pokemon tôi cực kỳ thích, đó là Gaugaen. Gaugaen là Pokemon khởi đầu mang song hệ lửa và bóng tối của quần đảo Alola. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của chú mèo nhỏ Niabi. Khi còn là Niabi, cũng như Niahito, nó chuẩn là một con mèo đi bằng 4 chân. Nhưng khi đạt cấp tiến hóa cuối cùng, nó lại chuyển sang đi bằng 2 chân và có nhiều đặc điểm với một con hổ. Tất nhiên là lúc này nó vô cùng ngầu lòi. Gaugaen có thể nói là một trong những Pokemon khởi đầu mạnh nhất từng được giới thiệu. Sự lồng hành của nó kể từ khi xuất hiện đến thế hệ 8 là không phải bàn cái. Để nớp đi cái sự bá đạo của nó, người ta quyết định không cho nó nhập cảnh vào Paldia luôn. Cay thật sự, thôi hẹn bạn ở thế hệ 10 vậy. Gaugaen là một Pokemon to lớn và cơ bắp, dáng vẻ chẳng khác nào các võ sĩ quyền Anh. Gaugaen tự sản sinh ra ngọn lửa bên trong cơ thể và phóng ra bằng vành đai ở thắt lưng. Pokemon này không quan tâm đến sự an toàn của đối thủ và người xem, đôi khi nó tấn công cả khán giả. Gaugaen là một Pokemon bạo lực và đôi khi sẽ bỏ qua các mệnh lệnh của trainer khi nó không có tâm trạng. Gaugaen sẽ không bao giờ chiến đấu với các đối thủ yếu vì nó cảm thấy nhàn chán, đúng chuẩn tinh thần của một võ sĩ. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của nó sẽ được đẩy lên cao khi gặp phải đối thủ mạnh. Đây chắc là điểm chung của các Pokemon hệ lửa. Ngoài việc phun lửa tư rốn, nó cũng sử dụng những cú đá và đấm vô cùng hung bạo. Gaugaen có một chiêu thức đặc trưng, đó là thòng lọng bóng đêm. Giờ thì chiêu này thành hàng đại trà rồi đấy. Chiêu này có thể nâng cấp thành Jet Move máy nghiền vô cực bóng tối, một Jet Move vô cùng mạnh. Cuối cùng là một Pokemon mèo mới xuất hiện gần đây thôi, đó là Marquenia, Pokemon khởi đầu mang song hệ cỏ và bóng tối của thế hệ 8. Nó là hình dạng tiến hóa cuối cùng của Niahoja. Marquenia kế thừa nhiều đặc điểm của các đàn anh đi trước, như hai đần ability của nó là Protean, giống với anh Ninja Gate Koga. Tuy nhiên, cái AB từng được xem là bá nhất này, giờ bị nớp yếu lắm rồi, chịu thật sự. Nó cũng có số phận giống với con mèo loằn Gaugaen, vì khi ở dạng 1 và dạng 2, nó vẫn đi bằng 4 chân như bình thường. Tuy nhiên, khi tiến hóa mắc cấp, nó lại chuyển sang đi bằng 2 chân, mới hết cả chất của một con mèo. Thêm một điều khá thú vị về Pokemon này nữa, đó là nó được thiết kế dựa trên một ảo thuật da. Nhưng mà nó lạ lắm, khi Pokemon này lại chuyên về sát thương vật lý, một ảo thuật da nhưng lại thích đấm nhau tay đôi với đối thủ. Vâng, rất chi là hợp lý. Là một Pokemon hệ cỏ, Marquenia mang một bông hoa màu xanh lá cây bên mình. Trong trận chiến, nó sẽ lén đặt những quả bom chứa đầy phấn hoa lên kẻ địch. Sau đó, những quả bom được kích hoạt và phát nổ, khiến đối thủ bị nổ một cách bất ngờ mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Marquenia là Pokemon duy nhất được biết đến có khả năng học và sử dụng Flower Trick. Đây là một chiêu thức cực kỳ bá khi nó có tỷ lệ chí mạng là 100%. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này?
Hãy comment bên dưới để Ade đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.